Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày mậu ngọ Tháng Mậu Tý nam canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày mậu ngọ tức chi sinh cho can có nghĩa là họ sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi nhâm tý, giáp tý, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành họa cục, xung với tý, hình ngọ, hình dậu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi bính tý giáp tý tuổi dung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tử, tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao ngũ hợp tốt mọi việc Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Thiên Tạc, xấu đối với khởi tạo, động thổ về nhà mới, khai trương, sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao Phi Ma sát, hay còn gọi là sao Tai sát kỵ về giá thú, nhập trạch, sao ngũ hư, kỵ khởi tạo, cưới hội, an táng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối ba bà tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bà tuổi Tý đang có điểm báo dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy, nhất là khi bắt tay vào công việc và bạn tuổi tí, bản mệnh đang có nhiều suy nghĩ tiêu cực cho nên dễ có những hành động bồng bột khiến cho bản thân mình rơi vào nhiều rắc rối. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tí ngày Chủ nhật này, bản mệnh có thể nhận được sự để ý của nhiều người khác giới. Tuy nhiên, đa số đều tiếp cận với bạn nhằm mục đích không tốt đẹp. Vì vậy, với bạn tuổi tí, cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tí bạn cũng đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi tí vốn là người thông minh nhưng lại có phần bảo thủ và hướng nội khó tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh và với bà tuổi tí bạn có biết đây chính là nhân tố khiến cho bạn khó được thăng tín và bạn hãy mau chóng cải thiện khuyết điểm này của mình đi bạn tuổi tí nhé Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim căng thẳng và nóng nảy khi làm việc tử vi tuổi bính tý thuộc thủy dễ có những hành động bồng bột khiến cho bản thân bạn rơi vào rắc rối tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nhận được sự để ý của nhiều người khác giới tử vi tuổi canh tý thuộc thổ chủ động giữ khoảng cách với những người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc chú ý tiếp thu ý kiến của mọi người Vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ Vi Tuổi Sửu Chủ Nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo tính khí của bạn thay đổi thất thường do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại gây ra. Và với ba tuổi Sửu, bạn không giữ được sự cẩn thận và điềm tĩnh thường ngày nữa mà trở nên nóng nảy và thay đổi thất thường đến mức khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu về con người của bạn. Đặc biệt là trong ngày này đối với ba tuổi xỉu, khi giải quyết những công việc khó, bạn mệnh thường dễ mất đi sự kiên nhẫn và có thể bạn đã và đang bắt mình phải làm việc quá sức trong khoảng thời gian gần đây và bạn hãy cần phải bước chậm lại và tự dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy sức cho mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cho nên bạn cũng đang có được may mắn về phương diện tình cảm khi mà nửa kia của bạn luôn là một người khoan dung và thấu hiểu và nếu như bạn tuổi xỉu có gặp phải khó khăn vướng mắc trong bất kỳ vấn đề gì thì bạn hãy tâm sự với người ấy bạn sẽ cảm thấy rất chi là nhẹ lòng hẳn là nửa kia của bạn có thể đưa ra giúp cho bạn những gợi ý rất chi là hữu ích nữa về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim thay đổi thất thường khiến cho mọi người khó hiểu tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ mất kiên nhẫn trong giải quyết công việc tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ làm việc quá sức tâm trạng của bạn tiêu cực tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tâm sự với nửa kia để được nhẹ lòng hơn vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dần Cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tuất phù trợ, cho nên bà tuổi dần trong ngày hôm nay luôn hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Đồng thời với bà tuổi dần luôn nhiệt tình để giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, việc này lại khiến cho bạn trở thành một người khá chi là hấp tấp, dễ mắc phải sai sót. Và với bạn tuổi dần, bạn cũng đừng có cả thèm chóng chán mà hãy học cách duy trì sự hang hái và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Nếu không, bạn sẽ không thể nào hoàn thành được công việc đến nơi đến chốn và đạt được thành tích lý tưởng với mình. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi dần với nửa kia đang phát triển rất chi là tốt đẹp. Bạn tuổi dần, bạn không bao giờ tự mình quyết định mà luôn nhớ trao đổi ý kiến với bạn đời của mình, mọi chuyện trong nhà, đặc biệt là những công việc trọng đại. Nhờ thế mà, hai người luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau trong giải quyết công việc đạt được kết quả cao nữa. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, cả thèm chóng chán, dễ bủa bê, gặp khó khăn, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, tôn trọng nửa kia, không tự quyết định, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, vợ chồng đồng thuận nhau trên nhiều vấn đề. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim Kim trì để gặt hái được thành công. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mão, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dầu cho nên với bạn tuổi mão bạn cần phải chú ý tới việc quản lý tài sản của mình trong ngày hôm nay và với bạn tuổi mão bạn mệnh không nên tiêu tiền quá phóng tay vào những công việc không cần thiết đặc biệt là cần phải có lòng đề phòng không nên tin theo những đối tượng mới gặp gỡ lần đầu, rủ rê bạn đầu tư vào những cái lĩnh vực tài chính mới mẻ có rủi ro cao. Trong ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì không nên vội vàng đưa ra những quyết định đầu tư vào thời điểm này bởi rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân hoặc là vướng phải những cái mối làm ăn bất lợi và với ba tuổi mão cần phải bình tĩnh chờ đợi thời điểm thích hợp với mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi mão lại dễ vướng phải những mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp và có thể tất cả những điều mà bạn tuổi mão đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi đôi bên cần phải bình tĩnh để trò chuyện với nhau để tìm ra tiếng nói chung nhất vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cần phải chú ý bảo vệ tài sản, không nên cả tin. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa chi tiêu hợp lý, không dành tiền cho những thứ không cần thiết. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ dễ mắc bậy của kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc không nên vội vàng đầu tư. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim vướng phải những mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp. Vài đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát Tường màu xanh ngọc màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi Mùi tuổi Tuất tuổi Hợi Từ V tuổi Thìn, Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Thìn, ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cho nên, bà tuổi Thìn dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán của mình. Và với bà tuổi Thìn, những gì bạn nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa và hy vọng vào tương lai của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tử Thìn, bạn cũng có thể phát tài nhờ vào chính vận may của mình. Tuy nhiên, về những trò đổ điên thường không mang lại tác động tích cực và không bền vững với bạn. Vì vậy, với bà tử Thìn, không nên có ý đồ há miệng chờ sung, không làm mà được hưởng như vậy. Và trong ngày này, đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bà tuổi thìn với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước, giàu kinh nghiệm, cho dù ý kiến của đôi bên có bất đồng đi nữa thì bạn cũng không có vội phản bác mà thường suy ngẫm thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ dễ phát tài nhờ công việc kinh doanh, buôn bán của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ cố gắng hơn nữa và giữ vững niềm tin. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc có thể phát tài dựa vào vận may, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, chăm chỉ làm việc, không nên há miệng chờ sung. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, hòa thuận với những thành viên trong gia đình. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ ạ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ có được sự trợ giúp của tam hội giúp cho bạn. Bạn mệnh tuổi tỵ trong ngày này được nhiều người yêu mến vì bạn đang có được thái độ cư xử nhã nhặn, thậm chí với bà tuổi tỵ có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Và xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ trong ngày này, một khi có cơ hội xuất hiện trước mắt thì bạn nên nhanh chóng nắm bắt ngay, chứ có nên nghi ngờ vào khả năng của chính mình mà chần chừ do dự quá lâu để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Những cơ hội quý giá chỉ xuất hiện một hai lần ở trong đời mà thôi. Tuy nhiên, trong ngày này đối với bà tử tỵ bạn lại đang gặp ngày có thủy khác với họ cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ cần phải dành nhiều sự quan tâm cho người nhà của mình. Bạn nên hiểu rằng đó là những người sẽ gắn bó và đi cùng với bạn suốt cả cuộc đời này và đừng có mơ mộng đến những người hoặc là sự việc phù phiếm ở bên ngoài. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa công việc tiến trị thuận lợi như ý muốn. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhiều người yêu mến vì có cách đối nhân sự thế đúng đắn. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên tự tin hơn để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên chần chừ do dự. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy quan tâm hơn đến gia đình của mình, đặc biệt là nửa kia. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo mời các bạn đốn xem tử vi tuổi ngọ chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình. Cái điều này gây ra những ảnh hưởng xấu cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Và bạn mệnh tuổi ngọ, bạn rất hiếu thắng và luôn cho mình là người có tài giỏi và không chịu được những lời kích bác của những người khác. Chính vì vậy mà với bà tuổi ngọ, dễ nổi nóng và đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác. Làm người, ai mà chả mong muốn được nghe những lời khen ngợi từ phía người ngoài. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ bạn nên ý thức rõ được giá trị của bản thân mình biết rằng nếu muốn tiến bộ nhanh chóng thì phải cần nghiêm túc để lắng nghe những lời nhận xét chân thành của mọi người và trong ngày này đối với bà tuổi ngọ thích hợp để cho bạn tháo dỡ nhà cửa hoặc là đi khám chữa bệnh nếu như bạn đang thấy cơ thể mình khó chịu thì bạn nên dành thời gian để đi khám bác sĩ ngay phát hiện bệnh càng sớm thì càng dễ dàng cho việc chữa trị bệnh. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim hiếu thắng chủ quan coi mình là nhất. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc Thủy thích làm theo ý của mình không muốn người khác can thiệp. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc Hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc Thổ mau thận với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc Mộc nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuốt, Từ Vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng, cho nên bà tuổi Mùi đang có được báo hiệu rất vượng vận về đào hoa. Bạn được nhiều người chú ý, cho nên nếu như bạn đang còn độc thân thì hãy tranh thủ cơ hội này để trò chuyện và mở lòng mình hơn với mọi người. Và rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Và ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi, thì bạn mệnh có được một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau, cho nên luôn giúp đỡ nhau mọi công việc trong nhà. Và bạn luôn cảm thấy rằng khi ở nhà mình mới được thực sự là thư giãn và thoải mái Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cho thấy, nếu như bạn tuổi mùi thực hiện tốt công việc được giao trong ngày hôm nay, thì rất có thể bạn sẽ nhận được sự khiên thưởng, động viên của cấp trên và bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng khá khá để tích lũy vào túi tiền tiết kiệm của mình vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nên cởi mở hơn và mở rộng lòng mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa quan tâm giúp đỡ nửa kia trong công việc nhà tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ hoàn thành tốt công việc được giao tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc được đồng nghiệp cấp trên công nhận về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân, Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi thân. cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cho nên với bà tuổi thân đang có điểm báo rất dễ va chạm với quan chức cấp cao vào ngày hôm nay. Và với bà tuổi thân, bạn mệnh cần phải giữ thái độ khiêm tốn chủ động để lắng nghe nếu không muốn mình vướng phải những rắc rối trong tương lai bà tuổi thân bạn cũng nên kiềm chế bản tính nóng nảy tránh để cho kẻ tiểu nhân kích động gây ra những hành động sai trái bạn cần phải giữ hình tượng của bản thân mình nếu không người khác sẽ có những ấn tượng không tốt về bạn gây ảnh hưởng xấu tới tín độ công việc của bạn cũng như là à, ảnh hưởng tới sự nghiệp trong tương lai Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có họa khác với Kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Mối quan hệ của bạn tuổi thân với nửa kia của mình không được tốt đẹp. Hai bên có thể xảy ra những hiểu lầm vào ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân, bạn đừng có vội nóng giận mà hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những xích mích mâu thuẫn không đáng có. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dễ va chạm với quan chức cấp cao, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ kích động của mình, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ kẻ tiểu nhân chọc ngoáy, phá hoại, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng xích mích hiểu lầm nhau, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải bình tĩnh trò chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Dậu chua chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính quan phù trợ cho nên bà tuổi Dậu bạn sẽ có được những bước phát triển tốt đẹp trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay và nếu như bạn tuổi dậu, bạn luôn nghiêm túc trong công việc suốt thời gian vừa qua, thì ngày hôm nay chính là thời điểm mà bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và rất có thể với bà tuổi dậu sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc là cải thiện chế độ đại ngọ với mình. vì vậy với bà tuổi dậu hãy tự tin hơn nữa để phát huy điểm mạnh của mình. tuy nhiên bạn cũng không nên quá kiêu ngạo có những hành động suy nghĩ coi thường người khác như vậy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có họa khác với Kim. Cái điều này cho thấy với bản mệnh tuổi Dậu cần phải tránh xa những cái mối quan hệ trai gái phức tạp nếu không muốn rước họa vào thân. Nhất là đối với những người đã có gia đình rồi thì hãy giữ khoảng cách nếu như có ai đó chủ động tiếp cận với bạn. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc có những bước phát triển tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa được cải thiện chế độ đại ngọ. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tự tin và phát huy được điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc không nên coi thường người khác. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim tránh xa những mối quan hệ tình cảm trai gái phức tạp về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ V tuổi Tuất chủ nhật ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 xem từ vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tuất á cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh Chua thấy với bà tuổi Tuất bạn là người rất thông minh và nhạy biến bạn có cách ứng xử phù hợp trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau chính nhờ vậy mà bạn tuổi Tuất chẳng làm mất lòng ai bao giờ bạn có thể phát triển nhanh chóng nếu như biết tận dụng được các mối quan hệ xã giao của mình nữa. Trong ngày này, đối với bạn tuổi tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về mặt tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Bạn đang có được một mái ấm rất hạnh phúc. Nửa kia của bạn là người tháo tình đạt lý, cho dù đôi bên có những bất đồng quan điểm và bạn vô tình làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa thì người ấy cũng không bao giờ làm lớn chuyện lên. Con cái cũng là một trong số những điều khiến cho bạn tuổi tuất cảm thấy tự hào. Bạn không đặt ra những yêu cầu quá nghiêm khắc hoặc là vô lý cho con cái của mình. Và bạn tin rằng ai cũng có sở trường riêng của mình và con cái cũng không cần phải phát triển theo một khuôn mẫu nào cả. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ phát huy ưu điểm để được thăng tiến trong tương lai. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nửa kia luôn bao dung và thấu hiểu cho bạn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim tự hào về gia đình của mình. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không đưa ra những yêu cầu khắc nghiệt với con cái. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ tuổi tốt. Từ vi tuổi hỏi, chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hỏi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi hỏi, bạn đang gặp ngày có thủy khắc với họ Cho nên, bạn tuổi hợi cũng đang có điềm báo dễ gặp phải những điều không như ý trong cái mối quan hệ xã hội ngày hôm nay. Và với bà tuổi hợi, bạn có thể phải chịu sự phản bội của người thân thiết. Xong, bạn cũng không nên thất vọng và tổn thương bởi không phải ai cũng là người tốt, biết trọng tình nghĩa đâu. Trong gia đình, mối quan hệ giữa bà tuổi hợi và nửa kia cũng không được như ý muốn. Hai người đang khá chi là lạnh nhạt, thờ ơ với nhau và bạn hãy hàn gắn ngay khi còn kịp, chứ đừng có bổ mặc cho mọi chuyện muốn tới đâu thì tới. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho thấy với bà tuổi Hợi, bạn là người có uy tín trong công việc và nhận được sự tin cậy của mọi người. Và với bà tuổi Hợi, bạn vốn là người thông minh và có sự sáng tạo. Thêm vào đó, bạn còn là con giáp làm việc nghiêm túc tương lai, ắt sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với mình. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, bị bạn bè, người thân thích phản bội. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc thổ, không nên giữ tâm trạng quá u uất, tiêu cực. Tử vi tuổi kỵ hợi, thuộc mộc, vợ chồng lạnh nhạt không quan tâm tới nhau, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim hãy hàn gắn tình cảm ngay khi còn kịp, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tạo được uy tín với mọi người xung quanh. Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, và hẹn gặp lại.